bán gấp lô đất đẹp, mặt tiền khu dân cư, đường bê tông thuộc xã Đắc Sô, huyện Crong Nô, tỉnh Đắk Nông. Mặt tiền đường bê tông này, đó, đối diện nhà văn hóa này. Anh chị ha, lô đất này là lô đất đấu giá full thổ cư 8 sâu 30, thổ cư 240. Đó. Đất này tương đối đẹp, ngay các tỉ xung quanh. Bên kia là trường mầm non này, à, chỗ bên xa xa đó là trường mầm non màu đỏ đỏ, đó là trường mầm non này. Rồi kế trường mầm non là trường tiểu học này. Đó, mặt tiền bê tông rộng như thế này, ô tô ra vào thoải mái, ngay đối diện nhà văn hóa này. Thì hiện tại một lô như vậy, chủ nhà đang mong muốn bán nên bán giá rất là rẻ. Khu vực này thời điểm đất sốt nó đã đến 600 triệu một lô rồi. Hiện tại chủ nhà đang mong muốn bán nên bán giá gọi là giá ngợp luôn. À, chỉ có 399 triệu, tức là khoảng 400 triệu anh chị ạ. Sở hữu một lô đất như vậy, chủ nhà bao sang tên, giấy tờ và sổ sắn. Anh chị có thể hỗ trợ ngân hàng hay là vay mượn thêm cũng được. Đó, một lô đất đẹp như vậy. Anh chị quan tâm thì hãy gọi cho Trọng để biết thông tin chi tiết lô đất này nha. Vị trí, giá cả, sổ sách cũng như là để nắm rõ thông tin khu vực này. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video.